Review bộ 3 sản phẩm làm sạch, cấp ẩm trắng da Húc Ly, nhất dáng, nhì da. Tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói riêng và phương Đông nói chung từ trước đến nay đều đề cao vóc dáng cân đối, mềm mại và làn da trắng sáng, mịn màng. Một làn da tươi tắn, rạng rỡ sẽ giúp người phụ nữ cuốn hút hơn. Bạn đừng tự ti nếu làn da mình có khuyết điểm. Ngay bây giờ hãy cùng mình sử dụng bộ 3 sản phẩm làm sạch, cấp ẩm trắng da Húc Ly. Sự hội nhập toàn cầu khiến cho các tiêu chuẩn về vẻ đẹp ít nhiều có sự thay đổi. Dĩ nhiên bạn sẽ gặp những cô nàng thích làn da nâu bánh mật khỏe khoắn, nhưng mình chắc phần lớn các nàng vẫn thích sở hữu một làn da trắng trẻo, mịn màng, đơn giản là vì phù hợp với thẩm mỹ chung, gu chung và đặc điểm ngoại hình người châu Á. Làn da trắng sáng và tươi trẻ giúp chị em nhìn thu hút và tự tin hơn rất nhiều. Thế nhưng môi trường ô nhiễm, khói bụi, áp lực công việc, chế độ sinh hoạt thất thường khiến làn da nhanh chóng xuống cấp. Theo thời gian, da dần trở nên tối màu, kém sắc và mất đi độ đàn hồi tự nhiên. Việc sử dụng kem dưỡng trắng da mặt là bước dưỡng da vô cùng quan trọng, không chỉ giúp cấp ẩm, bảo vệ da mà còn cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng một làn da căng mịn, trắng sáng và luôn rạng rỡ mỗi ngày. Sau khi mình sử dụng bộ 3 sản phẩm làm sạch, cấp ẩm trắng da Húc Ly có nhiều cải thiện rõ rệt thì mình muốn chia sẻ đến các chị em cùng tham khảo để đẹp hơn mỗi ngày. Bộ sản phẩm bao gồm nước hoa hồng dưỡng ẩm sâu, cải thiện tôn da tươi sáng với chiết xuất từ xương rồng Húc Ly Toner Extract ít 120ml, tinh chất dưỡng trắng da, bảo vệ da khỏi tác hại từ bên ngoài với chiết xuất từ xương rồng Húc Ly Essential Gelé Ever After 30ml, kem dưỡng trắng da, giúp da căng bóng rạng rỡ, bảo vệ da khỏi môi trường ô nhiễm với chiết xuất từ xương rồng Húc Ly Cream Glow Acne 50ml. Húc Ly là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp tại Hàn Quốc nổi tiếng với các dòng sản phẩm chăm sóc da được chiết xuất từ hạt cây xương rồng hữu cơ. Với quy trình chiết xuất khép kín, Húc Ly không chỉ là mỹ phẩm đơn thuần, các sản phẩm của Húc Ly chú trọng các vấn đề của da bằng cách sử dụng các thành phần đã được chứng minh là có tác dụng tốt và an toàn cho làn da. Chỉ với 3 bước dưỡng da cơ bản, Húc Ly đã cho ra đời set dưỡng trắng da, giúp da căng bóng mịn màng, cải thiện tôn da sạm màu do môi trường ô nhiễm. Húc Ly Zitachio sẽ giúp bạn có một quy trình dưỡng da đơn giản để bạn sở hữu MOT làn da sáng mịn, khỏe mạnh, rạng rỡ, bảo vệ da khỏi những tác nhân từ môi trường. Nước hoa hồng dưỡng ẩm, xe thiết lỗ chân lông chiết xuất xương rồng Húc Ly Secret of Sahara Toner Extract ít 120ml giúp làn da được mềm mại, mượt mà, hạn chế hình thành nếp nhăn, thúc đẩy tái tạo tế bào da trong thời gian cực ngắn. Đặc biệt dòng nước hoa hồng Húc Ly còn phù hợp với mọi làn da, mọi đối tượng và mọi loại khí hậu khác nhau. Đây là sản phẩm rất cần thiết cho những làn da hay bị dị ứng, bị hư tổn, thiếu sức sống hay nám, sạm, tàn nhang cần được phục hồi. Giúp cấp nước, cấp ẩm cho da tức thì nên có thể làm dịu cả những làn da đang bị kích ứng bởi ánh nắng mặt trời của thời tiết. Cải thiện chất lượng da toàn diện bằng cách kiểm soát dầu, ngăn ngừa mụn, xóa mờ các vết thâm do mụn để lại mà không làm bào mòn da. Hướng dẫn sử dụng. Sử dụng mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối, sau bước làm sạch. Cho một lượng vừa đủ nước cân bằng da bông tẩy trang hoặc cho trực tiếp ra tay, lau nhẹ nhàng hoặc vỗ nhẹ lên toàn bộ da mặt và cổ theo hướng từ trong ra ngoài. Tinh chất dưỡng ẩm chuyên sâu, dưỡng trắng da chiết xuất xương rồng Húc Ly Essential Grab Water 30ml. Với chiết xuất từ hạt xương rồng hữu cơ, có chứa chất aqua cacten giúp cung cấp độ ẩm tức thì cho da, làm dịu làn da bị dị ứng. Đặc tính dưỡng ẩm tuyệt vời do chứa hàm lượng cao các hợp chất giữ nước đồng thời tạo thêm lớp màng dưỡng ẩm lên đến tận các kẽ hở giữa các lớp tế bào, đảm bảo cho da luôn trong trạng thái ẩm mượt, đầy sức sống, giúp da tươi mát, làm dịu da và giữ ẩm trong khoảng thời gian dài, giúp da ngậm đủ nước, xây dựng hàng rào bảo vệ da không cho da thoát ẩm, ngăn ngừa tình trạng da bong chóc, thô ráp. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Rửa sạch bằng sữa rửa mặt, thấm khô da bằng khăn mềm. Bước 2. Sử dụng toner hoặc lotion để cân bằng độ pH của da sau khi rửa mặt. Bước 3. Nhỏ vài giọt tinh chất Húc Ly Essential Grab Water ra bàn tay, làm nóng sau đó áp nhẹ lên mặt và cổ, vỗ nhẹ cho tinh chất thẩm thấu vào da. Bước 4. Sử dụng kem dưỡng để khóa ẩm cho da. Sử dụng hàng ngày vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Kem dưỡng chống lão hóa, mờ thâm chiết xuất xương rồng Húc Ly Secret of Sahara Cream Anti Gravity 50ml. Giúp làn da thô ráp và xỉn màu trở nên giàu sức sống và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Bảo vệ da tránh những tác nhân gây hại từ môi trường, giúp da khỏe mạnh, căng mịn rạng ngời. Chống lão hóa mang lại làn da tươi trẻ, giúp đồng đều màu da, mờ thâm, tái sinh làn da, trẻ trung hơn, tươi sáng, săn chắc hơn, tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn. Hướng dẫn sử dụng. Sau khi tẩy trang, rìa tê, sữa rửa mặt, rìa tê, dùng toner, rìa tê, serum. Lấy một lượng cream vừa phải thoa đều lên da mặt và cổ, sau đó massage và vỗ nhẹ để kem thẩm thấu vào sâu bên trong da. Bạn nên sử dụng vào buổi tối để da thẩm thấu dưỡng chất tốt nhất. Nếu dùng vào ban ngày, bạn nên dùng thêm kem chống nắng để bảo vệ làn da của bạn. Mua sản phẩm tại link mô tả bên dưới nhé.